Thánh Xuyến thách thức danh hài bất ngờ xuất hiện với thân hình đồ sộ như hot girl khiến nhiều anh mê mẩn. Từ một cô gái vô danh sau khi rời thách thức danh hài, ngoài số tiền thưởng khủng 250 triệu đồng, Phạm Ngân Thảo sinh năm 1992 đến từ Đồng Tháp, còn được nhiều người biết đến nhờ cách nói chuyện duyên dáng cùng ngoại hình đặc biệt. Xuyến chính chiếc răng. Đã 3 năm kể từ ngày nổi tiếng, Ngân Thảo của hiện tại đã có cuộc sống ổn định hơn trước. Nhờ việc trang cá nhân tăng follow chóng mặt nên công việc bán hàng của cô ngày một đắt khách. Thu nhập tốt, Ngân Thảo cũng đầu tư cho bản thân những bộ cánh mới, trang sức phụ kiện đi kèm cũng cực kỳ sang xịn. Trong một live stream mới đây, hiện tượng mạng gốc Đồng Tháp làm ai cũng bất ngờ khi thay đổi kiểu tóc. Cô cắt tóc ngắn ngang vai, trang điểm nhẹ nhàng nhìn rất trẻ trung nổi bật. Rất nhiều người bày tỏ không nhận ra nàng Thánh Xuyến năm nào. Đây là lần thay đổi diện mạo lớn nhất của 9X kể từ khi nổi tiếng. Tháng 5 năm 2021, Ngân Thảo lần đầu khoe cơ ngơi sang xịn. Cô tiết lộ gia đình xây nhà để chuẩn bị cho Ngân Thảo lấy chồng. Ngôi nhà mới toanh gồm phòng ngủ, phòng khách, nơi làm việc của nàng Thánh Xuyến. Tiếp đó, Thảo khoe ảnh được bổ nhiệm vị trí giám đốc cho một cơ sở làm đẹp. Trong ngày nhận chức, cô diện bộ vest màu xanh, để tóc xoăn, trang điểm nhẹ nhàng. Như vậy, dân mạng cũng không ngừng xích xoa bởi nhan sắc thăng hạng của hiện tượng mạng họ Phạm. 9X khoe mua được xế hộp, tài sản chính là tiền của cô nàng gành dụm trong suốt thời gian qua nhờ vào việc kinh doanh online. Cách đây ít ngày, 9X khoe xây dựng căn nhà thứ hai. Cô tiết lộ ban đầu địa điểm này được thuê để phục vụ công việc kinh doanh. Nhưng khi có đủ vốn, Thánh Xuyến quyết định mua đất luôn. Ngân Thảo được nhiều người biết đến khi vượt qua 5 vòng thi của thách thức danh hài để ẵm giải thưởng 100 triệu đồng. Bên cạnh sự khéo léo, vui tính, nữ thí sinh còn chinh phục mọi người bởi câu chuyện vươn lên đầy nghị lực. Hiện tại không chỉ viên mãn trong công việc, Ngân Thảo còn có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên bạn trai lâu năm. Mới đây khi xuất hiện trong một chương trình dành cho cặp đôi, Thánh Xuyến và chồng chia sẻ cả hai đã chính thức là vợ chồng nhưng lại nhà ai nấy ở. Anh ấy là con một, anh cũng phải lo cho bố mẹ, em phải lo cho nội và mẹ, nên nhà anh ở, nhà em ở. Chồng ở An Giang, vợ ở Đồng Tháp, khoảng cách không quá xa, 20 km thôi nên vẫn hay gặp nhau. Thánh Xuyến chia sẻ. Được biết, Ngân Thảo quen ông xã là Hoài Đức qua mạng xã hội. Hoài Đức là người chủ động kết bạn Facebook trước. Sau một thời gian trò chuyện trên mạng, họ mới chính thức gặp gỡ ngoài đời. Nhớ về lần đầu gặp gỡ, Thánh Xuyến chia sẻ tôi ấn tượng với anh ấy bởi sự điềm tĩnh trưởng thành. Thời gian đầu gặp mặt tôi còn ngại không dám nhìn thẳng mặt cơ. Được quen biết, yêu và nên duyên vợ chồng với anh ấy, đó là phúc phận của tôi. Anh khá trầm tính, thật thà trong khi tôi trẻ con nóng tính. Trong khoảng thời gian yêu, Ngân Thảo cho biết không ít lần cả hai giận dỗi. Khi ấy, Ngân Thảo từng nhiều lần tháo đòi chia tay, thậm chí dọa bạn trai việc tự tử. Số lần cãi nhau thì nhiều vô kể mà cứ đụng cãi nhau là lại dọa chia tay. Tôi còn dọa anh ấy là em uống mấy liều thuốc giờ quá mệt, gần chết đến nơi rồi. Tôi nhớ lúc đó là 2 giờ sáng, anh hoảng quá chạy thẳng xuống nhà tôi, đòi đưa đi viện liền. Nhìn mặt anh buồn cười quá tôi mới khai là không có uống. Chồng là người đã ở bên Ngân Thảo từ năm 2018, trước cả khi cô mất răng vì bệnh và gây sốt ở thách thức danh hài, nên rất hiểu tính vợ. Có những thời điểm Thánh Xuyến bị tố chảnh chọe, kiêu căng, rồi bỏ người yêu khi có chút tiếng tăm. Đứng trước hàng loạt tin đồn không hay, cặp đôi vẫn âm thầm nắm chặt tay nhau và đi đến cái kết viên mãn. Cũng chính ông xã là người ủng hộ việc Ngân Thảo thi thách thức danh hài, rời sân chơi giải trí với ngôi vị quán quân, nhưng cô quyết định tập trung vào kinh doanh, không lấn sân sang lĩnh vực nghệ thuật. Ngân Thảo cũng dần quay trở về cuộc sống đời thường, cô quyết định kết hôn với bạn trai và chính thức trở thành vợ chồng, cùng nhau gây dựng tương lai.